Vậy này là dễ bị đứng nổi. Cái này mượn ngoài không biết có giá giả không nha. Cái này cái gì đi. Của người ta chứ không phải của chủ nhà đó, chủ nhà tôi chỉ ngồi chút cốt đây nè. Có đi chứ không biết có lại không. Có móc lên trống không à? Mở cái này đi, mở này nè. Mở bia này đi. Mở mà. Chiếc này mà Đông Sưng nó chạy một cái đẹp mắt luôn. Tốc độ chạy khủng luôn. Má tôi sợ cây trăm đến năm một hơn cha. Nó phải hạm bự cắt đủ mẹ phun được con gió xíu thì đốt rồi tôi đốt gần chết. Đốt không chết luôn à? Đốt không chết luôn à? Đốt không cháy đâu. Gió thì đủ nó lùa đâu qua tới đâu. Vì nó nhiều quá nó dày á. Chứ còn nó già nó thưa bỏ nó thưa cái khoảng. Nó bịch lại vậy đó chứ. Như đậu táp rồi tới à? Đậu táp rồi tới. Chậm gì vậy đó mà nó không bò cũng hết trơn nhiều đất người ta thấy khỏi rồi tao nói không biết chút có gì đất có chừng nào rồi đó nó còn như vậy chứ phải chậm dẻo gì nhiều nó ngon quá chứ rồi chạy là ngon lành rồi đó chạy thích tắt luôn rồi đó rồi kéo nó không gì của nó đi cột rồi cái nó mất cái gì cột cái nó cửa tao đi là vái mới lại đó mà tao xuống tao ăn đám dỗ rồi tao quay trở về là làm biết cái đất con dễ rồi đó. Dạ, còn nửa miếng kìa, con tính rồi theo dễ qua các con trên đó đó. Cái con đưa nhỏ đi học về rồi mất mẹ nó rồi. Nó lội gà qua bên đây rồi hả? Chính là nó lúng mấy cái đầu vạc nữa đó. Chứ phải mà không lúng cái đầu vạc nè, không gọi sớm nữa. Trời, từ giờ ngồi tắm bên đây dưới trên chảnh rồi ngồi thuốc rồi. Đầu vạc thì dễ trên đầu đó nó lúng nữa rồi. Trên đầu trên con dễ đầu trên đó là nó bị hoài đầu năm trên cây 70 năm nào không bỏ năm nào nó cũng đầu xuống đó chứ sư này hồi nào giờ không có lúng mà dễ lúng tại vì cái phần đất nó khô này nó sền sạch nó dẻo quá rồi cái đất của mình ở trên nó dẻo ở dưới nó ấy kìa con dẻo có nó lại dễ lầy lắm. Thà là nước thì nước còn không nước thì nó khô chứ mà cái này nó dễ thật dẻo như cái dẻo rồi tiếp tục hành trình. Dây đựng đứt là lên, nãy dây đựng đứt cũng lên đó. Nó độn cái lường quá trời cái lường luôn. Nó độn cái lường. Nó độn cái lường. Sình đó.
lên trên bờ luôn rồi đó. Vậy nó chưa chịu đi. Tại nó dẻo nó độn một lượng dưới đó. Độn nó kéo nguyên một đống sình lên. Chứ nó đúng là mấy vậy là lên bờ đó. Tại trong đây nó không có nó không khô được. Bắt cái này cái nữa lên. Biết nói gì giờ? Biết nói gì đây hết. Này quá nặng rồi các bạn ơi. Cắn 3 lần rồi mà chưa lên. Giờ cắn lần này là lần thứ tư. Lần thứ tư chắc phải lên. Quần của ai đây? Thấy quần của lớn nghe đi. Cán thêm cái này nữa các bạn ơi, sụp nặng luôn. Nên bắt cán chén là như nghi rồi. Thật nghi áo tím của anh Tạo mặc áo tím nó không hên hay gì mà nghi áo tím. Trời ơi trời. Vậy là mai mốt ông tủ tiêu cái áo tím mới được rồi. Xả dây dài cho mấy nằm đây nè. Ừ. Rồi lên nè các bạn ơi.